Hiện nay thì trên thị trường đang có hai dòng máy trộn bột mà đang được rất nhiều khách hàng quan tâm cũng như là đánh giá, đó là máy trộn bột nằm ngang và cối trộn bột. Thì hai mẫu máy này có điểm gì đặc biệt và giá cụ thể của hai mẫu máy này là như thế nào? Anh chị và các bạn hãy cùng em tham khảo trong video này nhé. Đầu tiên ấy, là về hai mẫu máy này thì được công ty chúng tôi sản xuất và cung cấp ra thị trường. Hai mẫu máy này thì đều được thiết kế là inox toàn bộ từ phần chân cho đến phần thân máy để đảm bảo là tính an toàn vệ sinh tập phẩm cũng như là giúp gia tăng tuổi thọ của máy. Nhưng điểm khác nhau giữa hai mẫu máy này là đối với dòng máy trộn bột nằm ngang thì anh chị và các bạn có thể trộn không chỉ trộn được bột mà anh chị và các bạn có thể trộn được những sản phẩm khác như là trộn thịt này, trộn nem hoặc là những sản phẩm trong mỹ phẩm đều được. Còn đối với cối trộn bột mì ấy thì anh chị và các bạn có thể trộn được các loại bột như là bột mì này. Và dung tích của máy ấy thì đối với dòng máy trộn bột nằm ngang thì dung tích của máy trộn bột nằm ngang thì nó lớn hơn so với máy trộn bột mì thông thường. Thường ấy, dung tích nhỏ nhất của máy trộn bột nằm ngang sẽ rơi vào tầm từ 10 kg và lớn nhất là 100 kg. Còn đối với cối trộn bột mì ấy thì anh chị và các bạn chỉ có hai mẫu là mẫu cối trộn bột 7 kg và mẫu cối trộn bột 10 kg mà thôi. Giá bán của hai mẫu này thì nó cũng khác nhau. Đối với dòng máy trộn bột nằm ngang ấy thì giá bán có thể rơi khoảng tầm từ 21 triệu cho đến 56 triệu. Còn đối với cối trộn bột mì ấy thì chỉ có hai mẫu là máy trộn bột 7 kg giá là 14 triệu 800 và máy trộn bột 10 kg giá là 15 triệu 800. Đối với dòng máy trộn đối với cối trộn bột mì ấy thì chuyên dùng để trộn bột ướt, tức là bột để làm bánh. Còn đối với máy trộn bột nằm ngang thì chuyên dùng bột khô. Thật ra máy trộn bột nằm ngang thì anh chị và các bạn vẫn trộn bột ướt được, nhưng mà nếu mà trộn bột ướt thì nó sẽ ít hơn so với là trộn bột khô. Ví dụ như là cối 10 kg thì trộn bột khô là 10 kg, trộn bột ướt thì anh chị và các bạn chỉ có thể trộn 7 kg mà thôi. Để tham khảo về thông tin chi tiết của hai mẫu máy này thì anh chị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bên công ty, hoặc là anh chị và các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video để bên em chúng em hỗ trợ một cách nhanh nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau.